vào cái ngày mà đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, thì tôi chăm chú theo dõi thái độ của các cầu thủ từ lúc trọng tài thổi còi đến lúc kết thúc trận đấu, cho đến lúc cả đội đứng lên và nhận cúp, và trong những cái khoảnh khắc sau đó, các bạn cảm nhận được điều gì? Tôi thì tôi cảm nhận được điều này: tất cả các cầu thủ đều hân hoan, nét mặt rạng ngời, không một cái cầu thủ nào, kể cả những cầu thủ không được ra sân trong suốt mùa giải, biểu lộ cái nét mặt thoáng buồn hay là thể hiện cái sự vui mừng một cách miễn cưỡng. Nỗi buồn thất bại thì dễ lắm, ai cũng sẽ buồn, dù được thi đấu chính thức hay là dù trong trong suốt mùa giải không được một phút ra sân, nhưng cái niềm vui thành công thật lòng thì tưởng dễ mà thực sự là rất là khó. Vui với thành công của đồng đội thật, một cách thật đấy, một cách chân thật thì không dễ một tí nào đâu. Hân hoan với thành tích của bạn mình thật không hề đơn giản. Chỉ khi có tinh thần đồng đội đúng nghĩa và tình bạn đích thực thì mới làm được. Tôi từng chứng kiến rất nhiều trường hợp trên sân. Ngay tại cái thời điểm mà đồng đội ghi bàn, nhiều cầu thủ đã ngoảnh mặt, thờ ơ, thậm chí là không vui, kể cả các siêu sao cũng như thế. Không phải ai cũng dễ dàng vui mừng thật lòng với cái thành công của đồng đội mình. Và đội tuyển Việt Nam lần này là quá là tuyệt. Kể cả hai thủ môn dự bị ngồi ở cái ghế mà dự bị trong suốt giải đấu, khi thấy cái thủ môn là Đặng Văn Lâm ôm cái cột cầu thủ môn thổn thức sau khi chiến thắng, họ cũng lao vào kéo Lâm dậy, rồi cùng nhau nhảy nhót ăn mừng, rồi kéo Lâm về phía đồng đội đang tập trung reo hò ở giữa sân. Hành động đó thật là quý hiếm, khi mà gato vốn là cái căn bệnh kinh niên của con người Việt mình. Giáo dục đã dạy được một cái lứa cầu thủ từng là đối thủ với nhau, nó có cái tinh thần đồng đội như vậy, và công lớn thuộc về các huấn luyện viên. Và chỉ có các huấn luyện viên mới ý thức được cái tầm quan trọng của tinh thần đồng đội và mới làm được điều đó thôi. Trên cả chiến thắng thì tinh thần đồng đội của các cầu thủ phải thật là đáng nể, khiến chúng ta phải nghiêng mình. Trong cái tổ chức, trong cái doanh nghiệp mà chúng ta làm được như họ làm được hay không, quả là một điều rất là khó khăn và một cái vấn đề mà chúng ta cần phải học tập và noi theo.